cựu huấn luyện viên Thái Lan ứng cử ghế nóng tuyển Việt Nam. Ông Mano Polking, cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Thái Lan, đã có phát biểu với hàm ý tự ứng cử vào ghế nóng đội tuyển Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, đang tìm kiếm người thay thế huấn luyện viên Philippe Troussi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Pháp mất việc ngay sau trận thua Indonesia 0-3 tại Mỹ Đình ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á hôm 26 tháng 3. Tôi đang tìm kiếm công việc mới và đàm phán với vài câu lạc bộ, huấn luyện viên Polking chia sẻ với truyền thông, tôi nghĩ mọi huấn luyện viên ở Đông Nam Á đều muốn dẫn đội tuyển Việt Nam. Tôi sẵn sàng làm việc ở bất cứ đâu. Song rõ ràng làm việc tại một đội tuyển quốc gia là vị trí cao quý nhất với mọi huấn luyện viên. Chiến lược gia Polking mang hai dòng máu Đức và Brazil, thời còn thi đấu chơi ở vị trí tiền vệ cánh cho các câu lạc bộ ở Đức, Hy Lạp hay Sip. Ông bắt đầu huấn luyện U23 Thái Lan năm 2012 và dẫn dắt các câu lạc bộ ở đó cho đến khi cầm quân tại câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh từ 2020-2021. Nhà cầm quân 48 tuổi Polking từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan giai đoạn 2021-2023, giúp Voi Chiến hai lần vô địch AFF Cup trước khi bị sa thải tháng 11 năm 2023 và cho tới nay vẫn thất nghiệp. Tôi xem mọi trận đấu của Việt Nam trong thời gian qua và tôi tin rằng đội tuyển vẫn có một dàn cầu thủ mạnh. Huấn luyện viên Polking nhận định, các cầu thủ U23 Việt Nam cũng giỏi và điều này tốt cho tương lai bóng đá Việt Nam. Nhưng tôi sẽ không bình luận về công việc của huấn luyện viên danh tiếng như Troussi, vì dĩ nhiên ông ấy hiểu rõ bóng đá. Với chiến lý bóng đá tấn công vốn thiên về kiểm soát bóng, huấn luyện viên Mano Polking thường sử dụng hệ thống 4 hậu vệ trong sơ đồ 4-3-3 và với triết lý bóng đá tấn công, thiên về kiểm soát. Điều này khác biệt với đội tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Park Hang-seo hay huấn luyện viên Philippe Troussi vốn sử dụng sơ đồ 5 hậu vệ. Khi được hỏi về triết lý của mình, ông Polking nói, tôi sẽ cần nhiều thời gian làm việc cùng cầu thủ để xác định rõ kế hoạch. Tôi muốn đội chơi tấn công, chấp nhận mạo hiểm nhưng mọi thứ phụ thuộc vào đối thủ và các cầu thủ tôi có trong tay. Không chỉ có huấn luyện viên Mano Polking mà trợ lý của ông là Luis Vigas cũng hứng thú làm việc ở đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ rất vinh dự nếu được chọn dẫn đội tuyển Việt Nam, ông Vigas nói, nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng cật lực để làm người hâm mộ Việt Nam hạnh phúc. Nếu nên duyên cùng bóng đá giải đất hình chữ S, ông Polking sẽ thành huấn luyện viên đầu tiên dẫn dắt cả đội tuyển Thái Lan lẫn đội tuyển Việt Nam, hai đội giàu truyền thống tại Đông Nam Á khi đó. Ông Polking có thể trở thành huấn luyện viên đầu tiên vô địch AFF Cup 3 kỳ liên tiếp. Tôi rất thích thử thách này và sẽ thật tuyệt nếu tôi làm được, ông nói. Việt Nam gần như hết hy vọng vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á nhưng vẫn còn mục tiêu lớn vô địch AFF Cup 2024 diễn ra từ tháng 11. Trước đó, VFF đã giao nhiệm vụ dẫn U23 Việt Nam dự vòng chung kết châu Á tháng 4 năm 2024 cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, thay cho huấn luyện viên Philippe Troussi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.